Sao không ở khu sinh thái mà về quán hát? Ở đó buồn lắm, như tù giam lỏng. Tôi ở trên này thích hơn. Cần gì thì có người phục vụ. Ở đó ồn ào náo nhiệt, lại có rất là nhiều người ra vào. Lỡ ai phát hiện thì sao? Sếp yên tâm, tôi chỉ ở trong phòng thôi, ít ra ngoài lắm. Với lại tôi mới cho lắp mấy cái camera giám sát bên ngoài. Sao, sếp còn căn dặn gì không? Chào sếp. Alo. Đối tượng đang đi xe ra. Ok. Anh này, cái anh lúc nãy vào thăm anh ấy, tên là gì vậy? Nhìn phong trần quá. Anh Sơn. À. À. Chị chào à. Em. Chú Hùng hôm nay trông có vẻ khỏe hơn đấy nhỉ? À. Còn cháu em sao rồi? Dạ, cháu em cũng đỡ nhiều rồi. Bây giờ chỉ điều trị cho dứt điểm chứng viêm phổi mãn tính thôi. Cũng mất khá nhiều thời gian đấy. Suốt ngày em cứ ở đây, thật lòng tôi thấy ngại quá. Em này, cho tôi xin phép qua thăm cháu em nhé. Không sao đâu chị, anh chị bận nhiều việc mà. Thôi, em khách sáo làm cái gì. Em vào chăm chú Hùng đã là cái ơn rất lớn với chúng tôi rồi. Dạ, cháu em tên Kiên, là con chị Hân, ở buồng số 5 khoa nội nhi, cũng là chỗ anh Hùng làm việc đấy ạ. Thế thì tốt quá. Hôm nay tôi sắp xếp thời gian rảnh để qua thăm cháu, với lại muốn gửi cho gia đình chút quà. Nằm viện, bao nhiêu thứ phải lo. Anh chị đúng là chu đáo quá. Không có gì đâu, thôi tôi đi nhé. Dạ, để em tiện chị. Mời anh Hà vào đây nhé. Dạ, thưa thủ trưởng. Anh à, ngồi đi. Anh, sao? Tí nữa trong hội nghị, xin phép anh cho tôi không đề cập gì đến cái vụ 2.000 bánh. Đúng. Chưa lên công bố gì vội. Bắt hết, ta thông tin một thẻ. Tôi là tôi ghét nhất. Mới bắt xong là đã bơm tin cho báo chí, làm rum beng lên để giải quyết khâu oai. Kết quả là các cháu chạy sạch. Chả có ý thức gì về nghiệp vụ cả. Mình làm cho dân, cho tỉnh, chứ đâu có phải vì lấy số, lấy điểm gì đâu. À, tổ trinh sát ở Hà Nội mới báo về,
thằng Sơn Bạch Tuộc đã lộ diện, nó chính là cánh tay mặt của tên Tú anh. Nói cụ thể xem nào. Chính tay Tú giao cho thằng Sơn cử người lên tìm hiểu về cái Lam. Thằng Triều biết chuyện, cho chúng nó ăn no tin giả. Phải công nhận là cái việc mà phản điều tra của thằng Triều thật là ngoạn mục. Chuyện đó thì tôi biết rồi. Cái chính là tôi đang muốn biết tại sao thằng Sơn bị lộ. Dạ, sau khi hai tên đàn em đi Hưng Hòa về, tên Sơn dắt chúng nó vào bệnh viện để gặp thằng Hùng bác sĩ. Nhưng thực chất là để đám kia gặp cái Lam. So sánh với cái ảnh treo ở nhà cụ Xuân võ sư, có đúng hay không? Sau khi cái đám kia về rồi, thì tên Hùng có kể cho cái Lam rất nhiều thông tin quan trọng. Tốt quá. Như vậy là chúng ta đã đi đúng hướng. Còn thông tin gì thêm về thằng Sơn không? Dạ, nó mới từ nước ngoài về, hiện đang ẩn náu trong một nhà hàng karaoke, nơi mà ta đã cắm được cái yến vào khâu thu ngân. Thỉnh thoảng tay Tú có đến đây làm việc. Hiện trinh sát vẫn đang tiếp tục làm rõ chuyện này. Rất tốt. Như thế là chúng ta đã có những bước đi quan trọng. Việc cần làm tiếp theo là phải giải mã được tập đoàn Oan Linh, xem những kẻ ở đó có liên quan gì tới câu chuyện của chúng ta không. Việc này rất khó. Ngoài tiền bạc, quan hệ, thì những kẻ mà chúng ta đang quan tâm rất danh ma lọc lõi. Vụ giết đốt taxi chứng tỏ trình của chúng nó như thế nào rồi. Khó nhưng không thể không làm. Tôi tin vào bọn trẻ sẽ làm nên chuyện. Cậu ơi, cậu kiếm ai vậy? Hả? Không có gì ạ. Ngon không con? Có. Ừ. Alo. À, vâng. Vâng, em nhớ rồi ạ. Con chào chú ạ. Xin lỗi, có phải đây là phòng của bé Kiên, con của chị Hân không? À, vâng, em là Hân đây ạ. Tôi là bạn của cô Thủy. Nghe tin cháu bị bệnh cho nên đến đây thăm. À, quý hoa quá, mời chị ngồi ạ. Cháu thế nào rồi? Cháu nó bị viêm phổi mãn tính, phải mang xuống đây cấp cứu chị ạ. Thế Thủy đâu? Thủy mấy hôm nay bận. Bạn trai bị tai nạn, thế là phải qua đấy trông nom. Tối về thì trông cháu rồi ngủ tại đây ạ. Thế Thủy là gì của em? Dạ, Thủy là cô em bên chồng ạ. Thế Thủy làm nghề gì nhỉ? Chỗ bạn bè. Nhưng mấy cái việc đó là việc tế nhị, cho nên hỏi cũng ngại. Vâng. Thủy vừa mới ra trường, đang làm kế toán ạ. Thực ra thì tôi cũng có chút việc bận, nhưng mà nghe nói là cháu bệnh, cho nên là tranh thủ qua đây thăm cháu. Có cái này, gửi cho gia đình để lo cho cháu. Em không dám ạ. Nhận đi. Dạ. Ừ. Thế hai mẹ con em cảm ơn chị ạ.
Trông cháu rất là dễ thương, nhưng mà có vẻ không giống mẹ nhỉ? Dạ. Chắc là giống bố. Dạ. Thôi. Này, con mau hết bệnh nhé. Chào. Chào cô đi con. Chào cô ạ. Mẹ ơi, sao chú là con trai mà lại nói giọng con gái ạ? Là cô đấy, không phải là chú đâu. Anh Tý sao? Tạm thời một mặt ta cứ để cái Lam tận dụng cơ hội tiến sâu vào Văn Linh, thậm chí có thể vào làm việc trong đó luôn. Mặt khác, cử thằng Triều đi dựng gia tiên tiền tổ mấy đời của lão Đức và tên Tú lên. Bây giờ phải tập trung vào lý lịch thằng Hùng bác sĩ. Chắc chắn nó vào viện, nó phải nộp giấy tờ tùy thân. Anh nói đúng. Rút thằng Triều ra làm việc này. Việc bọc lót cho cái Lam giao cho thằng Thắng. Chỉ đạo cái Yến bám sát hoạt động của thằng Sơn. Rõ. Hả? Sao em lại ngồi lên một mình? Thế hai người kia đâu? Đi ăn rồi. Sao em không đi ăn? Em chờ anh đấy. Anh đấy, ngốc vừa vừa thôi. Anh ngốc thật đấy. Anh xin lỗi. Không. Thế bây giờ phải làm sao? Không biết. Anh biết rồi. Dạ em nghe. Vâng. Em biết rồi ạ. Chuyện gì vậy anh? Sếp Hà gọi. Sếp nói tạm thời rút anh ra làm việc khác. Thời gian tới, mọi người ở đây chủ động mọi việc theo kế hoạch. Báo cáo về nhà hàng ngày là được. À, giấy tờ tùy thân của Tây Hùng em vẫn giữ chứ? Này, trong đầu anh không có cái gì ngoài công việc hả? Không có chỗ nào cho em hết đúng không? Có chứ, nhưng mà công việc không thể không nghĩ tới. Ơ, em làm sao thế? Anh lại sai gì à? Không có sai gì hết. Ngoài việc... Việc gì? Hôn như ngói ý. Anh biết là anh không lãng mạn được như người khác. Có bao giờ anh tự hỏi mình là em muốn điều gì không? Con gái bọn em phức tạp lắm. Em đi đâu đấy? Em đi ngủ. Ngày mai con vào viện sớm.
Em mệt thì cứ ngủ đi nhá. Mà nhớ chụp hình giấy tờ của Tây Hùng gửi qua Zalo cho anh nhá, cần gấp đấy. Em ngủ ngon. Ủa, thằng Kiều nó không dắt em đi ăn hay sao? Ngồi ăn mì một mình buồn vậy? Nó đâu rồi? Anh ở trong phòng. Tội nghiệp thế. Hai đứa lại giận nhau nữa à? Dạ không có gì. Không có gì. Nhìn cái mặt em là anh biết liền. Có chuyện gì nữa anh nghe coi. Không có gì thật mà. Anh ấy lo công việc, làm sao mà em giận được. Thế tại sao mặt mày bí xị vậy? Để anh đi nói chuyện với nó. Cái thằng này nó khờ lắm. Nó không biết ý phụ nữ đâu. Chiều ơi Chiều. Thôi bà ăn đi. Tôi vào trong trước nhá. Ừ. Mày làm cái gì mà để con Lam nó giận mày? Anh gặp Lam ở đâu? Mày không dắt nhỏ đi ăn để nó ngồi nó ăn mì gói. Mặt mày thì buồn so. Tao nghĩ mày làm cái gì nữa để nó giận phải không? Em có làm gì đâu. Em chỉ bảo Lam là chụp giấy tờ tùy thân của Tây Hùng gửi qua cho em thôi mà. Sao mày? Vậy sao mà nó giận mày được? Cô ấy nói em khôn như ngói, suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc. Nó nói đúng rồi đó. Phụ nữ ghét nhất là những thằng đàn ông cứ mở miệng ra là công việc, ngoài công việc ra chẳng biết tách gì hết. Mình đi đánh án chứ có phải đi hưởng tuần trăng mật đâu anh. Mày nghĩ vậy hèn chi nó giận mày là phải rồi. Mà tao hỏi thiệt mày nha. Từ lúc xuống đây tới giờ mày đã bao giờ dắt nó đi ăn kem chưa? Chưa. Đi xem phim? Chưa. Đi mua sắm? Đi dạo quanh bờ hồ? Chưa. Con lại bố. Mày quen con gái người ta kiểu gì vậy? Nó xinh như thế, thiếu cha gì thằng đeo. Mày mà không khéo là tôi đó nha con. Ý anh là sao? Mày đừng có nghĩ là mày quen được là xong rồi. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Mày mà vô tâm như vậy để nó buồn nó giận, có ngày mất như chơi nha con. Em tin vào bản lĩnh của Lam. Về chuyện này á thì mày còn xanh và non lắm. Sao anh nói thế? Mày có nghe cái câu bụng đàn bà mà dạ trẻ con chưa? Có nghĩa là như nào? Trời ơi. Thôi
Đêm nay mày đừng có ngủ nữa. Mày ngồi mày suy nghĩ xem cái câu tao vừa nói á, nó có ý nghĩa gì. Tao đi ngủ đi, còn ngủ rồi. Mà nghĩ không thông á thì đừng có ngủ nha con. Đồ ngu. À quên nữa. Con gái yêu hả? Hai mẹ con chuẩn bị ngủ chưa? À vậy hả? Ừ, ba chưa xong công việc, chừng nào xong ba về liền. Dạ em nghe đây ạ. Em đang ở Tuyên Hóa, quê của thằng Hùng ấy nhỉ. Dạ. Trước khi đi thì em có vào phòng hồ sơ để tra cứu tàng thư về nó rồi. Bây giờ em đang xuống địa bàn để xác thực ấy nhỉ. Dạ. Em ơi, cho anh hỏi thăm với, nhà bác trưởng công an xã ở đâu nhỉ? Anh cứ đi thẳng vào xóm hỏi nhà bác Quân. Nhà bác Quân à? Ừ. Anh cảm ơn nhé. Vâng. Đây có phải nhà bác Quân trưởng quan xã không nhỉ em? Đúng rồi ạ. Có ai ở nhà không ạ? À? Ai đây? Dạ. Ai hỏi gì đây? Cháu chào bác ạ. Ờ. Bác có phải là bác Quân trưởng công an xã không ạ? À đúng rồi. À, anh đến có việc gì? Dạ cháu ở dưới Hưng Hòa lên. Có một số việc cháu cần hỏi bác ạ. À mời anh vào. Anh ngồi đây. Dạ. Thế anh đến có việc gì nhỉ? Dạ cháu xin. Dạ, cháu muốn hỏi là thôn mình thành lập đã lâu chưa bác nhỉ? Cũng lâu rồi đấy. Thời chiến tranh, đây là nơi sơ tán của dân Thanh Thủy. Họ kéo vào đây đông lắm. Ba thôn, mỗi thôn gần trăm nóc nhà. Hết chiến tranh, còn mấy chục hộ ở lại. Còn đâu kéo nhau về quê làm ăn hết. Dạ. Ừ. Cháu mới mong nữa. Ừ. Nhà mình cũng sơ tán chiến tranh về đây hả bác? Ông bà cụ thân sinh tôi cũng là dân thế 279 đấy. Dạ. Cả nhà rồng rắn kéo nhau về đây. Làm ăn sinh sống ở đây. Rồi quen. Chán chẳng muốn đi đâu nữa. Dạ. Trong cái thời gian sơ tán về đây thì bác có biết ai tên là Phan Thị Mận không ạ? Mận à? Dạ. Mận à, thôn này lâu lắm tôi không nhớ. Bà Mận này thì có một cậu con trai tên là Hùng, sinh năm 1986 bác ạ.
Hùng, con bà mặt, con bà Hùng, con bà mặt. Ôi, chịu. Tôi không nhớ nổi, thế có thêm thông tin gì nữa không? Cháu chỉ biết là cậu Hùng này có mẹ tên là Mận và mất năm 1990. Còn thông tin về bố thì không có. Thế tức là bà Mận chết năm cậu Hùng mới được 4 tuổi à? Dạ vâng. 1989, 1990... Đầu năm 1990 có một bệnh dịch tràn qua xóm này. Có thể bà Mận chết trong cái đợt đấy. Có bệnh dịch nữa ạ? Ừ. Để biết rõ hơn, tôi sẽ đưa cậu sang nhà ông Bính. Ông nói rõ cho cậu biết. Dạ vâng. Uống nốt nước đi, ta đi. Đi. Sắp đến nhà chú ấy chưa bác? Ồ, sắp đến rồi. Sắp đến kia kìa. Bác này thì phải mỗi cái tận hay uống rượu. Dạ. Mà trước đây 2 năm ấy thì là bị tai biến. Cho nên là cái việc này cũng chả biết có nhớ được không. Thì thôi ta cứ đi thôi. Ê anh, nhìn ai như là con hấp á. Ê Tuấn. Có phải Tuấn không? Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nghe bước chân phong trần, trong vắng yêu thương chìm sâu nhưng lặng câm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai các bố nhận hai tìm mình trong cơn mưa đau. Trong phong lòng ta rực lửa khát khao, tìm mình trong băng giá bao năm nào, từ trong cốc nín bao cơn cao, miền xưa quên nhớ những hẹn thề, mình ta soi bóng trên lối về, đồng hành trong những bước chân cỏ dài, đời ta như bóng đêm miệt mài, niềm tin thắp sáng bao cuộc đời, bình minh sẽ đến. Cậy thần, thần cậy cây giá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.